Lưu ý trước khi xem, do thấy truyện tranh còn gần 700 tập nữa mới hết, với tốc độ ra truyện tranh một tuần 3 tập thì phải hơn 4 năm nữa mới xong, anh em ngóng trông chắc cũng tu thành chính quả, đột phá hóa hư cảnh. Nên mình làm bộ này để anh em có thể theo dõi được những nội dung còn giang dở, chuyện sẽ đi sâu vào những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, đấu trí cực căng, nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mong anh em thông cảm. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Âm âm ù ù khắp nơi từng trận chập trùng phát ra tiếng vang điếc tai từng đội từng đội đại quân linh thú đều nhịp bước đi dần dần xuất hiện trước miệng một sơn cốc tràn đầy sương mù trắng bên ngoài miệng cốc đặt một tảng đá lớn phía trên dùng chu sa viết ba chữ cô hồng cốc ngừng một vị nho sĩ trung niên tóc mai đã điểm bạc đứng trước đại quân linh thú phất phất tay tất cả linh thú liền kêu chít một tiếng dừng bước lại sau đó ngũ lăng vệ đi vào trước mặt hắn hỏi nguyên soái làm sao do xét tòa sơn cốc đang bị vũ khí bao phủ này một phen thật lâu thác bạt thiết sơn khẽ vuốt tròm râu suy nghĩ rất lâu thản nhiên nói độc cô lão nhi vừa mới phá vây quân sĩ hao tổn khí lực cực lớn không có khả năng chạy ra bao xa mà trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có nơi ẩn nấp nào có thể giấu trăm vạn đại quân cũng chỉ có sơn cốc quỷ dị này còn có thể ẩn nấp sơ qua phong hống lang nghe lệnh trước trận điểm tướng chọn lựa tinh binh cường tướng tiến nhập vào trong cốc tìm tòi hư thực nhanh chóng đến báo tháp bạt thiết sơn ngưng tụ trong mắt lúc này ra lệnh phong hống lang liền ôm quyền bình tĩnh nói vâng mặt tướng tuân lệnh đón lấy hắn liền lập tức chọn lựa mấy ngàn tướng tài đắc lực từ trong đám quân sĩ phía sau tạo thành đội thảm báo dưới háng cưỡi linh thú hung hãn tiến vào bên trong thung lũng kia thế mà hắn mới vừa tiến vào sơn cốc dị biến lại đột nhiên xảy ra liền nghe từng đạo từng đạo thanh âm phong khởi lôi minh nổ vang liệt diễm ngập trời đột nhiên từ dưới chân bọn họ sinh ra giống như từng cái từng cái hòa xà nhất thời liền đem bọn họ bao vây lại nhốt ở bên trong phong hống lang thấy thế thì không khỏi cả kinh thất sắc kêu lên không tốt là trận pháp mau bỏ đi thế nhưng giờ khác này hắn muốn rút lui cũng không dễ dàng như vậy chỉ thấy hắn vừa định quay đầu một cái thanh sắc quang mang liền đột nhiên xuất hiện bên người hắn chỉ là trong nháy mắt liền đùng một tiếng nhất thời đem chiến trận mấy ngàn linh thú của bọn họ hoàn toàn đánh tan không hình thành nên chiến lực phong hống lang nhấc mắt nhìn lại bất giác hung hăng cắn môi độc cô phong là ngươi hắc 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 chính là ta ngươi trúng kế nhếch miệng cười một tiếng độc cô phong mang theo chiến đội tiếp tục vọt tới phía hắn thả mắt nhìn qua phía sau hắn lại có mấy vạn chi chúng mà từng người đều là thể kiện cường tráng khi thế rộng rãi nào có nửa điểm khí hư chi tượng thế nhưng xem xét lại hẳn nơi này linh thú chiến trận đã tán loạn không hình thành nên chiến lực chỉ trong nháy mắt mấy trăm đầu linh thú đều trong từng tiếng kêu gào ngã vào trong vũng máu bất quá đây là linh thú mới có thể chỉ tổn thất mấy trăm đầu nếu là đổi lại là người chỉ sợ hiện tại mấy ngàn người sớm đã mất đi sự sống con bà nó, đại quân Độc Cô không mất đi chiến lực, chỉ dựa vào chút nhân mã này của hắn, nếu tiếp tục tái chiến sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Việc cấp bách bây giờ vẫn là nên nhanh chóng rút lui. Nghĩ như vậy, Phong Hồng Lang không dừng lại thêm, lập tức tổ chức lại quân đoàn linh thú còn thừa, trong tay đánh quyết, vận dụng bí pháp, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chạy ra ngoài cốc, thỉnh thoảng còn quay đầu hét lớn, Độc Cô Phong, có gan thì đi theo ta. Hừ, ngươi chớ có dùng lời nói kích ta, lão tử mới không mắc mưu cười lạnh độc cô phong lúc này dừng lại đội ngũ bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ nhìn theo bóng người hắn dần dần biến mất phong hồng lang quay đầu nhìn thấy hắn không đuổi theo cũng không khỏi thở phào một hơi lời vừa mới nói kia thực là phản kích chi pháp mục đích của hắn chính là không cho độc cô phong đuổi theo nếu không lấy độc cô phong nhanh như gió chỉ sợ hắn còn chưa xông ra khỏi cốc liền đã bị người ta ngăn lại toàn diệt hiện tại vừa vặn độc cô phong cho rằng hắn đây là dụ địch kế sách ngược lại không dám truy để hắn trốn qua một kiếp thế nhưng hắn lại làm sao biết đây là độc cô phong cố ý gây nên tha hắn một lần đâu đại ca không biết bọn họ có bị không thành kế này của nguyên soái đánh lửa hay không xa xa nhìn theo phương hướng phong hống lang biến mất độc cô lâm chẳng biết từ lúc nào đã đi vào trước mặt độc cô phong ngưng lông mày thở dài độc cô phong cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đạm mạc gật đầu đúng vậy nếu bọn họ không tin gần trăm vạn đại quân kia mà xông tới chúng ta thế nhưng là không có năng lực ngăn cản dù sao nói đến đây độc cô phong quay đầu nhìn mấy chục ngàn tướng sĩ sau lưng một chút lo lắng nói chiến lược chúng ta có thể cầm ra chỉ có chừng này tai một phương diện khác phong hống lang vạn phần chật vật mang theo binh mã còn sót lại trốn ra sau lưng tất cả đều là tàn binh bại tướng thác bạt thiết sơn thấy thế thì không khỏi quýnh lên vội vàng hỏi phong hống lang tình huống như thế nào vừa mới rồi bản soái nghe động tĩnh tựa như là ngươi chúng phục kích khởi bẩm nguyên soái như ngài sở liệu đại quân độc cô đang dựng trại đóng quân trong cốc thế nhưng giờ khác này bọn họ đã bố trí xong trận thức miệng cốc này lại rất nhỏ hẹp đại quân linh thú khuyển nhung ta căn bản không thi triển được nhưng nếu chỉ đem chút ít linh thú xông vào cũng chỉ có phần bị đánh nói đến đây mặt phong hồng lang hiện vẻ ngượng nghịu không biết nên hành sự như thế nào tháp bạt thiết sơn trầm ngâm một chút thản nhiên nói thế nhưng cho dù hiện tại bọn họ bố trí xong trận thức phòng ngự đại quân hẳn là cũng không có bao nhiêu khí lực đi không 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 khí lực của bọn họ vô cùng sung mãn độc cô phong chiến đội tự hồ hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy dựa vào chi uy trận thức kia chỉ là trong nháy mắt thuộc hạ liền bị đánh cho tàn phế phong hống lang thở dài bất đắc dĩ lắc đầu thác bạt thiết sơn vẫn như cũ nghi hoặc trong lòng quay đầu nhìn về phía sát phá lang ở một bên nói sát phá lang ngươi đi thử xem hư thực của bọn họ bất quá ngươi phải cẩn thận nếu thực sự bọn họ vẫn còn thực lực tuyệt không thể ham chiến nhất định phải trở về bẩm báo vâng sát phá lang gật đầu một cái khom người lĩnh mệnh sau đó liền từ bên trong một đội tướng sĩ sát khí đằng đằng của mình chọn lựa mấy ngàn người khôn khéo tài giỏi tạo thành đội đột kích trùng phong về phía sơn cốc thế nhưng khi hắn mới vừa tiến vào miệng cốc cùng phong hống lang đồng dạng thiên lôi địa hỏa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn thế nhưng hắn lại không hề sợ hãi vung lên phương thiên họa kích trong tay liền giết ra một con đường thế mà còn không đợi hắn tiếp tục vọt tới trước một đạo thanh mang lại đột nhiên xuất hiện không ngờ là Độc Cô Phong dẫn đội hướng về phía hắn công tới, thậm chí thấy là hắn, Độc Cô Phong còn liên tục cười lớn hơn, ha ha ha. Sắt Phá Lang đứng đầu bắt Lang vệ tự mình đến đây, nếu có thể bắt hắn lại, thế như là tương đương với chặt một tay của Thác Bạt Thiết Sơn. Hừ, muốn bắt ta, ngươi có bản sự kia sao? Cười lạnh, Sắt Phá Lang từ chối cho ý kiến, ngưng tụ tất cả sát khí chiến trận sau lưng ở một tay, phương thiên họa kích liền phát ra tiếng ong ong chói tai. Đùng, một tiếng vang thật lớn, về trắng cùng thanh mang đan sen vào nhau, lại là thoáng qua tức thì chiến đội của độc cô phong nhất thời liền bị một kích này của sắt phá lang vạch một cái đánh bay ra ngoài thế nhưng còn không đợi hắn lộ ra thần sắc khinh miệt lại là từng tiếng giết hô chấn thiên từ bốn phương tám hướng vang lên thả mắt nhìn qua liền thấy ba người độc cô lâm độc cô hỏa độc cô sơn mỗi người mang theo gần 100.000 binh mã vọt tới phía hắn hơn nữa tướng sĩ sau lưng cũng là từng cái khí thế bất phàm đầy mặt hung sát nơi nào có cảm giác hư thoát chẳng lẽ nói đại quân độc cô thật sự còn có đại bộ phận chiến lực ánh mắt khẽ híp lại một cái sát phá lang vung tay lên tổ chức nhân mã rút lui về phía sau không dám ham chiến tuy hắn rất tự phụ nhưng cũng minh bạch đối mặt với liên thủ của tứ hổ hắn vẫn là tương đối cố hết sức chớ nói chi nơi này là địa bàn của người ta sớm đã bố trí xuống trận thức một khi chiến lên phần thắng của hắn cũng không lớn kết quả là trong mây mông xương trắng bóng người sắt phá lang rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa Thế nhưng, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại trong tích tắc hắn biến mất, tương sĩ gấp rút đến đây tiếp viện sau lưng ba người, cũng dần dần mờ đi, đến sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ba người kia đi tới trước mặt Độc Cô Phong, Độc Cô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, quan tâm nói, "Đại ca, ngươi vẫn tốt chứ?" Hít một hơi thật sâu, Độc Cô Phong đạm mạc gật đầu, cười nói, "Không có việc gì, cũng chỉ là ở ngực có khó chịu, sát phá lang quả nhiên cực kỳ lợi hại." Đúng vậy, may mắn lần này nghĩa phụ đã có dự kiến trước, biết Thác Bạt Thiết Sơn lão nhi kia còn muốn phái người tiếp tục dò xét, liền sớm làm chuẩn bị. Trong lúc vội vàng, một cái phong hỏa trận, một cái thiên lôi trận, còn có huyễn ảnh trận, tuyệt đối không chặn được bọn họ. Bất quá hù dọa một chút, ngược lại là có thể. Ha ha ha. Độc Cô Lâm khẽ cười một tiếng nói: "Đại ca, trước mắt cũng chỉ có mấy chục ngàn tướng sĩ chỗ ngươi là thật, ba người chúng ta đều là phô trương thanh thế mà thôi." Nếu không phải vừa nãy Sắt Phá Lang bị dọa sợ bỏ chạy, ba người chúng ta vọt tới trước mặt hắn, cũng chỉ có phần chịu chết. Vừa dứt lời, bốn người nhìn xem lẫn nhau, đều là cười to. Mà sau khi sát Phá Lang xông ra khỏi miệng cốc, cũng không biết rõ đây hết thảy, ngược lại tin là thật, hướng Thác Bạt Thiết Sơn bẩm báo nói. Khởi bẩm nguyên soái, bên trong xác thực bố trí mai phục, mà chiến lực của đại quân Độc Cô cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bằng vào ta đến xem, tối thiểu có 400.000 tinh binh trở lên có thể chiến, về phần phục binh cũng không biết. 400.000 tinh binh phối hợp mắt xích trận thức, chúng ta muốn đánh hạ sơn cốc này liền rất khó. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn nhíu mày thật sâu, nghi hoặc lên tiếng, chẳng lẽ là lão phu phán đoán sai. Đại chiêu kia của độc cô lão nhi cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều khí lực quân sĩ. Ai, cái lão già kia còn thật có có chút tài năng, không phải nhân vật dễ dàng đối phó như vậy. Người tới, truyền lệnh xuống, đem sơn cốc này vây chặt lại, cạn lương thực đoạn thủy. Lão phu cũng không tin, bọn họ không ra. Trong mắt lóe lên tinh quang, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn chúng tướng liền ôm quyên ào ào lĩnh mệnh cùng lúc đó tứ hổ nhìn bên ngoài đại quân khuyển nhung đã dựng trại đóng quân bắt đầu vây quanh bọn họ liền biết sẽ không tiếp tục tấn công dẫn đội trở lại đại doanh trong cốc chỉ để lại hơn 10 người ở bên ngoài chờ đợi là đủ đi vào trước xoái trướng thả mắt nhìn quanh trong cốc đã nằm đầy tướng sĩ sau một chiêu phi long tại thiên kia mặc dù bọn họ không hao hết khí lực mà chết nhưng cũng đã hư thoát ngã xuống đất muốn khôi phục lại thực sự cần không ít thời gian cũng còn sót lại mấy chục ngàn tướng sĩ có tu vi tương đối cao còn có thể cùng thiên vũ tứ hổ cùng một chỗ chống đỡ giữ thể diện hù dọa đại quân khuyển nhung ở bên ngoài một chút nếu không nếu để bọn họ biết đại quân độc cô lúc này chỉ còn không đến 100 trăm ngàn người có thể dùng đã sớm con mẹ nó như ong vỡ tổ sông tới bất quá dù vậy hiện tại bọn họ cũng còn chưa vượt qua nguy cơ khởi bẩm nguyên soái đại quân khuyển nhung tuy không dám tùy ý xâm chiếm nhưng lại đem sơn cốc bao vây chắc hẳn là muốn đoạn lương thảo của ta mời nguyên soái chỉ thị thiên vũ tứ hổ đi vào trước trướng độc cô phong đầu tiên kho người bái hạ độc cô chiến thiên sắc mặt bi thương nhắm mắt không nói có lẽ là đã vô kế khả thi chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó độc cô lâm trầm ngâm một hồi đột nhiên đề nghị nếu không chúng ta gửi thư cầu viện đi đi chỗ nào cầu viện đế đô lâm nguy trước mắt bệ hạ an nguy còn không biết như thế nào chỗ nào có thể quản cho chúng ta chậm rãi mở ra hai con ngươi độc cô chiến thiên không khỏi thở dài ai có thể nghĩ tới độc cô chiến thiên ta lại lâm nguy tại khu vực thiên vũ của mình hư 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 gia các trường phong chiêu này của ngươi quả thật là tuyệt thiên vũ tứ hổ nghe thế cũng khe khẽ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu có điều rất nhanh độc cô lâm liền lại đề nghị nếu không chúng ta hướng tiểu ngũ thử cầu viện một chút lời vừa nói ra trong mắt tam hổ còn lại nhất thời sáng lên tựa hồ lại nhìn thấy hy vọng không sai gia hỏa tiểu ngũ hiện tại thế nhưng là liên tục đại thắng thu về cao thủ bảy nhà dùng cho mình xuân phong đắc ý tuy lạc gia binh mã không nhiều nhưng tên thủ hạ chắc phàm kia lại là thủ đoạn quả thực quỷ dị có lẽ đối với tình huống hôm nay hắn sẽ có cách giải quyết độc cô phong vỗ tay một cái liếc nhìn ba vị huynh đệ một chút lớn tiếng hét to ba người còn lại cũng liên tục gật đầu nhưng sắc mặt độc cô chiến thiên lại trở nên nghiêm túc cả giận nói im ngay đừng nghĩ tới chuyện cầu viện hắn nữa mặc kệ cầu đến trên cửa người nào đều tuyệt không thể hướng lão ngũ gửi thư tín ách vì cái gì độc cô phong khẽ giật mình không rõ ràng cho lắm hít một hơi thật sâu trên mặt độc cô chiến thiên lóe lên một tia buồn bã từ khi chắc phàm có được long hồn trở thành cái đinh trong mắt hoàng thất tiểu ngũ không chút do dự cùng hắn đứng chung một chỗ cha con chúng ta chi tình liền đã đứt các người bị hại xa trường gặp lại không oán không hối huống chi lúc trước chúng ta còn muốn đi tiêu diệt lạc gia bây giờ lại ăn nói khép nép tới cửa cầu cứu thiên hạ nào có ai làm chuyện vô sỉ như thế thế nhưng là nguyên soái tiểu ngũ hẳn là sẽ không để ý dù sao hắn thế nhưng là một mực coi ngài là nghĩa phụ độc cô phong có chút hồi hộp suy nghĩ một chút khuyên lớn ria mép trên khóe miệng hơi hơi động động trong mắt độc cô chiến thiên hiếm khi lóe qua một đạo nhu sắc nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định quát to bốn người các ngươi đều nghe rõ ràng cho lão phu khốn cục hôm nay không cho phép phát ngọc giản cho tiểu ngũ nếu không quân pháp xử trí nguyên soái mọi người đồng thành nói nhưng độc cô chiến thiên vẫn như cũ ngoan cường khoát khoát tay quát nói hắn có lẽ còn niệm tình nghĩa trước kia nhưng khi đó đoạn tình tuyệt nghĩa là lão phu sách đi ra hiện tại lâm vào thời khắc nguy nan lại nhắc đến chi tình ngày đó để cầu mạng sống chuyện vô liêm sỉ như thế, há lại do lão phu độc cô chiến thiên gây nên. Nếu như bốn người các ngươi hướng tiểu mũ cầu cứu, chính là hãm hại lão phu bất nhân bất nghĩa, cả đời trong sạch, hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão phu sẽ không còn thể diện đứng giữa thiên địa. trong lòng bất giác run lên, thiên vũ tứ hổ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ, ai thán một tiếng, lắc đầu. nghĩa phụ đã nói đến đây, bọn họ liền biết coi như lại khuyên cũng vô dụng, liên cúi đầu thật sâu, thở dài lui ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng bốn người rời đi, trong mắt Độc Cô Chiến Thiên cũng không khỏi lóe qua nồng đậm sầu bi. "Đại ca, nhị ca, nếu nghĩa phụ đã không để cho chúng ta hướng Tiểu Ngũ Cầu Viện, bây giờ nguy cơ, chúng ta nên hành sự như thế nào mới tốt?" Ra khỏi trướng, bốn người đi đến một nơi tối tăm, Độc Cô Hỏa ồm ồm mà nói. Độc Cô Lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bình tĩnh nói, "Ta hiện tại sẽ phát đi ngọc giản, hướng Tiểu Ngũ Cầu Viện." "Không thể, vừa mới rồi, lời nói của nghĩa phụ ngươi không nghe thấy sao?" việc này liên quan đến khí tiết của nghĩa phụ nếu như tiểu ngũ thật sự đến cho dù chúng ta được cứu nghĩa phụ chỉ sợ cũng vội vã khoát khoát tay độc cô phong cao mày thâm tỏa một mặt lo lắng độc cô lâm lại nhíu mày thản nhiên nói đại ca tam đệ tứ đệ không biết các ngươi có cảm thấy sự kiện này vô cùng kỳ quái hay không cái gì kỳ quái ba người cùng nhau hỏi chính là bệ hạ để cho chúng ta tư diệt đế vương môn cùng lạc ra, một đường lên đều mười phần bình tĩnh thế nhưng khi mắt thấy sắp chiến lại hạ chỉ triệu hồi chúng ta đế đô gặp nạn bệ hạ với chúng ta cần vương cứu giá có gì có thể kỳ quái nhíu mày một cái độc cô phong hoài nghi nói cái này xác thực không có gì kỳ quái nhưng bệ hạ là ai người khác không rõ ràng chúng ta còn có thể không rõ ràng sao có thể châm ngòi lạc ra cùng đế vương môn khai chiến làm ngư ông trí lợi sẽ dễ dàng bị người đánh trở tay không kịp như vậy sao dù vậy hắn cũng hẳn phải biết nước xa không cứu được lửa gần làm sao có thể vội vàng hướng chúng ta hạ chỉ khiến chuyện hai bên đều không thành Độc Cô Lâm yên tĩnh phân tích, ba người còn lại cũng là âm thầm suy nghĩ, khẽ gật đầu. Còn có, các ngươi không cảm thấy lần này chúng ta chúng phục kích, bị ép vào núi này, cũng tựa hồ là bị người thiết kế sao? Đón lấy, Độc Cô Lâm lại nói. Đại quân Độc Cô chúng ta kinh nghiệm tác chiến phong phú, nếu không phải là bệ hạ ra đạo chiếu dụ kia, chúng ta há có thể vội vàng lên đường như thế, liên thám tử cũng không kịp thả, rồi ngã vào trong cạm bẫy này. Ngươi nói là, cái chiếu dụ kia là giả, ra các trường phong dùng cái này lừa gạt chúng ta vào cuộc thân thể nhịn không được run lên một cái độc cô phong kinh nghi bất định nếu thật là như thế nói rõ đế đâu đều đã bị chiếm đóng ấn giám của bệ hạ đã rơi vào trong tay ra cát trường phong cho nên hắn mới có thể giả truyền ngự chỉ phun ra một ngụm chọc khí thật dài độc cô lâm chậm rãi lắc đầu thở dài cái này ta không xác định nhưng có một người nhất định biết tất cả mọi thứ người nào mọi người cùng nói đại quản gia lạc gia chắc phàm trong mắt lóe lên tinh quang độc cô lâm bình tĩnh nói chẳng lẽ các ngươi đã quên sau khi chắc phàm phát hiện tung tích của chúng ta vẫn như cũ thản nhiên an nhưng bất động lúc đó chúng ta cho là hắn cùng vọng tự đại ngay cả trăm vạn hùng binh của đại quân độc cô chúng ta đều không để vào mắt nhưng bây giờ nghĩ lại hẳn là sớm đã rõ ràng chúng ta cùng hắn căn bản không đánh được liền sẽ bị triệu hồi không khỏi sợ hãi cả kinh sắc mặt độc cô phong đại biến nói như vậy việc ra các trường phong tư thông bán nước chắc phàm cũng tham dự vậy chúng ta hướng tiểu ngũ cầu viện há không phải là hoàn toàn không có hy vọng người nào không biết bây giờ trong lạc gia chắc phàm trưởng quản hết thảy nghe được lời này hai người còn lại cũng là một mặt ngương trọng độc cô lâm suy nghĩ một chút lại lắc đầu thản nhiên nói chưa hẳn EUC tiểu ngũ ở cùng với chúng ta từng không chỉ một lần đề cập qua chắc phàm tại lạc gia một mực tìm kiếm nghĩ cách dựng địa vị gia chủ của hắn trong gia tộc tuy nghiêm khắc nhưng xưa nay không lầm chủ thậm chí đối với ý kiến của bọn họ còn vô cùng tôn trọng cho nên ta không cho rằng lạc gia sẽ tham dự vào trong âm mưu hãm hại đại quân độc cô chúng ta lại nói cho dù chắc phàm có tham dự nếu tiểu ngũ ra mặt chúng ta hẳn là cũng có khả năng thoát khốn đến lúc đó lại hướng chắc phàm hỏi cho rõ hết thảy chân tướng mọi người nghe xong khẽ gật đầu cho rằng lời ấy có lý có điều nghĩa phụ hắn độc cô hỏa do dự một trận lo lắng nói không khỏi mỉm cười cười một tiếng độc cô lâm thản nhiên nói nghĩa phụ thể diện đương nhiên trọng yếu là ta ngoại lâm hổ độc cô lâm tham sống sợ chết hướng tiểu ngũ cầu cứu hậu quả sau đó do một mình ta gánh chịu Ai, ha có thể để danh dự một mình ngươi bị hao tổn, lại thêm ta một cái, ta cũng không muốn chết. Độc cô Phong khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Độc cô Hỏa cùng độc cô Sơn thấy thế, cũng nhún nhún vai, bĩu môi nói, đại ca nhị ca, lúc trước chúng ta tứ huynh đệ đã phát qua trí nguyện, đồng sinh cộng tử. Các ngươi đã muốn sinh, cũng mang theo hai cái chúng ta cùng một chỗ thôi. Nghe được lời này, bốn người lại nhìn lẫn nhau, cùng nhau cười to lên. Đón lấy, độc cô Lâm liền lấy danh nghĩa bốn người, đem ngọc giản phát ra khỏi sơn cốc ánh sáng xanh biếc bay thẳng lên trời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại là mang theo toàn bộ hy vọng của đại quân độc cô chỉ là bọn họ không chú ý tới tại trong rừng rậm cách đó không xa độc cô chiến thiên đang chăm chú nhìn bọn họ nơi này trên mặt nổi lên một tia vui vẻ độc cô chiến thiên thở dài một tiếng cười lắc lắc đầu ai bốn đứa hải tử ngốc con đường về sau của các ngươi còn rất rất dài cái danh vô sỉ không biết hổ thẹn này vẫn là để lão phu đến vác đi nói xong bóng người dẻo dai kia dần dần biến mất trong nồng đậm xương trắng một phương diện khác trong một gian mật thất của lạc gia tại phong lâm thành lệ kinh thiên đang lẳng lặng nằm trên một cái giường đá sắc mặt có chút trắng xám bên cạnh hắn có hai người đứng đấy chính là đại quản gia chắc phàm cùng đan phòng trưởng lão nghiêm tùng tinh tế xem xét một phen nghiêm tùng không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu than nhẹ lên tiếng ai khứa lệ lão này cũng thật sự là đầy đủ bướng bỉnh tha rằng liều mạng mạo hiểm gân mạch tận tổn hại cũng muốn sinh nhất thời trí dũng hiện tại lầm cả đời cần gì phải thế chứ ha 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 thế giới của võ si ngươi không hiểu không khỏi khẽ cười một tiếng chắc phàm nhìn về phía nghiêm tùng nói ngươi quên ban đầu trong bách đan thịnh hội ở hoa vũ thành ngươi cũng là vì cùng ta đánh bạc một hơi từng ngụm tâm huyết liều mạng nôn ra ngoài vì muốn thắng ta một bậc trong luyện đan ngươi chấp nhất không kém hắn nghe được lời này nghiêm tùng cũng cười ngây ngô gật gật đầu chắc quản gia nói lời này rất có lý củ cải rau xanh đều có chỗ thích lệ lão là võ si lão phu là đan si hai người chúng ta đều là có thể vì chỗ tốt của mình mà liều với tất cả mọi người ngược lại là người trên cùng một con đường hắc 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 ta thì yêu thích loại người đi trên con đường này như bọn ngươi, đầy đủ chấp nhất, có giá trị để bồi dưỡng. Nhếch miệng cười một tiếng, chắc phàm hớn hở liếc nhìn hai người một chút, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có điều, năm đó lão phu đại nạn không chết, bây giờ được trác quản gia bồi dưỡng ra, cũng nhập vào hàng ngũ luyện đan sư cửu phẩm. Nhưng là, hiện tại gân mạch lệ lão đứt từng khúc, chỉ sợ đã là một phế nhân, sau này lại nên như thế nào đây? Nếu để cho hắn biết sau này không cách nào tiếp tục tu luyện, đoán chừng so với giết hắn còn thống khổ hơn. Ai? bất đắc dĩ lắc đầu nghiêm tùng thở dài lên tiếng bây giờ có thể tạm thời giúp hắn chữa trị gân mạch chỉ sợ chỉ có bồ đề tu căn bất quá cái đồ chơi kia hiện tại đã bị luyện hóa mất nên làm thế nào cho phải không 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 thế mà đúng lúc này chắc phàm lại khoát khoát tay cười khẽ một tiếng bồ đề tu căn chính là thiên địa tinh hoa có thể liên tục cung cấp không ngừng khí tức sinh mệnh nhưng đối với cường gân kiện mạch lại không có nhiều hiệu lực cho dù hiện tại chúng ta có bồ đề tu căn cũng chỉ có thể để lệ lão khôi phục nguyên bản tu vi nhưng nơi gân mạch đứt gãy vẫn như cũ có chỗ tỉ vết cái này cho thấy sau này hắn khó có khả năng tiến thêm hắn sẽ dừng bước tại cánh cửa thần chiếu đỉnh phong rốt cuộc đột phá không được đối với võ si như lệ lão mà nói vẫn như cũ là đà kích ai có thể khôi phục thực lực đã không tệ còn suy nghĩ gì đến đột phá bật cười lắc đầu nghiêm tùng đạm mạc lên tiếng ha 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 nghiêm lão lời ấy sai rồi nếu chỉ khôi phục thực lực của hắn ta đem hắn luyện thành chiến khôi cương gân thiết cốt thực lực càng mạnh ta đã cứu liền phải để hắn so với trước kia càng có tiềm lực hơn mới được nếu không chỉ là cứu sống một phế nhân hẳn không tốt ta cũng không tiện ánh mắt không khỏi sáng lên nghiêm tùng nhìn về phía chắc phàm cười nịnh nói chắc quản gia ngài lại có đồ tốt hả đương nhiên nhíu mày lại chắc phàm cười khẽ một tiếng nếu không tại thời điểm hắn liều mạng cùng hoàng phủ phong lôi ta đã xuất thủ ngăn cản Chính bởi vì ta có biện pháp cứu hắn mới để cho hắn hoàn thành một chút tâm nguyện của mình. Nói xong, trong tay chắc phàm lóe lên ánh sáng, xuất ra một bình sứ nhỏ, cười nói, bên trong bình này là thập nhị phẩm linh dược, tiếp thiên bách diệp hoa cam lộ, tiếp thiên ngọc lộ, đây là dược tài luyện chế thập phẩm đan dược. Dùng nó luyện thành thập phẩm đan dược, thông thiên đan, có thể kết nối gân cốt, cường kiện mạch lạc. Đừng nói gân mạch của hắn đứt từng khúc, cho dù là nát thành bụi phấn, cũng có thể nối lại hoàn hảo. Mà so với gân mạch trước kia, càng thêm mạnh mẽ dẻo dai hơn là tối đại linh dược hữu hiệu nhất đối với tu luyện giả. Cái gì? Đan dược thập phẩm? Trong mắt bất giác ngưng tụ, Nghiêm Tùng ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt dục vọng, khoái khoái chảy nước miếng. Sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chắc phàm không khỏi bật cười lớn, đem bình cam lộ kia đưa cho Nghiêm Tùng, nhướng mày nói: "Nghiêm lão, có hứng thú luyện tay nghề, khiêu chiến độ khó khăn của thập phẩm đan dược một chút hay không?" Chắc quản gia, ngài để cho ta luyện á hả? không khỏi liếm liếm bờ môi khô chát nghiêm tùng không biết làm gì vừa muốn đưa tay lại có chút lo lắng nói nếu như luyện hỏng chẳng phải ủng phí phần linh dược khó được này sợ cái gì linh dược ta có không sợ hao tổn thờ ơ vung tay lên chắc phàm mười phần thoải mái cười lớn một tiếng tiếp lấy liền lại móc ra một tờ giấy mỏng đưa tới cười nói đây là đan phương thông thiên đan nếu như ngươi có thể luyện thành chẳng những lệ lão được cứu vớt sau này các huynh đệ lạc gia cũng sẽ nhận được rất nhiều ích lợi nghe được lời này nghiêm tùng khờ cười một tiếng không khách khí đem linh dược cùng đan phương toàn bộ nhận lấy khen có đấng chắc quản gia làm chỗ dựa thật là phúc phận của luyện đan sư chúng ta ngài yên tâm lão phu nhất định nghiêm túc luyện chế tuyệt không có phụ trách quản gia vun trồng nghiêm tùng ánh mắt kiên định chắc phàm thấy thế thì hơi hơi gật gật đầu về sau chắc phàm một bên tính toán ngày quyết chiến sau cùng một bên thuận tiện đem những thi thể cường giả mới có được luyện làm chiến khôi cứ như thế bảy ngày trong nháy mắt đi qua ngay vào lúc chắc phàm muốn xem xét tiến độ luyện chế thông thiên đan của nghiêm tùng nghiêm tùng đã liên tục cười to tìm tới cửa vui mừng kêu lên chắc quản gia chắc quản gia ta thành công thành công trong mắt không khỏi sáng lên chắc phàm tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn dù sao nghiêm tùng cũng mới vừa vặn bước vào hàng ngũ đan sư cửu phẩm bây giờ luyện chế thập phẩm đan dược thế mà dễ dàng như vậy đã hoàn thành vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng bình tiếp thiên ngọc lộ đầu tiên này bất quá là để hắn tét tay sau đó chờ đến khi hắn luyện đến bình thứ 10 mới có thể có chút tiến triển không nghĩ tới vừa nghĩ đến đây mắt chắc phàm càng hiện lên vẻ tán thành nghiêm tùng này quả nhiên không hổ là độc thủ dược vương thiên phú luyện đan khác hẳn với thường nhân nếu có thể sớm gặp được ma hoàng hắn điều giáo mấy câu mà nói thành tựu trước mắt tuyệt không chỉ vẻn vẹn là đan sư cửu phẩm như thế nghiêm tùng lại không nghĩ nhiều như vậy chỉ là giống như điên cuồng một mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt hắn cầm trong tay một cái bình xứ đưa lên nhếch miệng cười nói chắc quản gia ngài nhìn xem phẩm chất thập phẩm đan dược này của ta như thế nào Tuy vậy, một bình ngọc lộ, lão phu chỉ luyện được một khỏa này mà thôi. Một khỏa đã rất không tệ, hơi hơi gật gật đầu, chắc phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, liền đem nắp bình sứ mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ đan khí pha trộn đột nhiên thoát ra, khiến người ta vừa ngửi thấy liền tinh thần sảng khoái, huyết mạch nhất thời thông suốt. Thần sắc trong mắt chắc phàm càng dị, không nghĩ tới thập phẩm đan dược này vậy mà đạt đến hàng ngũ thượng phẩm. Phải biết, đây chính là lần đầu tiên lão già này luyện thập phẩm đan dược, có thể có thành tựu như thế này, quả thực cũng là kỳ tích sau đó không nói hai lời chắc phàm lập tức đem đan hoàn nhét vào trong miệng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa dược lực sau ba canh giờ liền nghe ông một tiếng phong minh khi thế toàn thân chắc phàm đột nhiên đại phóng đúng là vừa mới đột phá thiên huyền cảnh tầng 5 không lâu lại tấn lên một cấp trở thành cao thủ thiên huyền cảnh tầng 6. chậm rãi mở hai mắt chắc phàm cảm thụ một chút toàn thân gân mạch đại sướng như mới cắn kẹo bú đổ, tựa hồ so trước kia càng rộng lớn cứng cỏi hơn rất nhiều bất giác đại hỉ lên tiếng ha 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 tốt nghiêm lão phẩm chất của thông thiên đan này của ngươi đã coi như không tệ không nghĩ tới dược hiệu lại tốt như vậy nghiêm lão ngươi thật sự là ông hoàng luyện đan chúa tể chế đồ gương mặt xẹt qua một tia đỏ ửng gương mặt mo của nghiêm tùng mừng khấp khởi ngượng ngùng gãi gãi đầu cho những thứ này cho ngươi hết luyện tay thật tốt mau chóng để lệ lão khôi phục thực lực chắc phàm đứng dậy lúc này lại lấy ra 10 bình tiếp thiên ngọc lộ đưa tới nghiêm tùng nhìn thấy không khỏi kinh hãi vội vàng không kìm được vui mừng liền nhận lấy khóe miệng đều nhanh cười đến kéo ra sau ót ha 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 làm luyện đan sư như chúng ta sau lưng có thể có thổ hào như ngài làm chỗ dựa thật sự là hạnh phúc lớn lao nghiêm lão không phải chắc phàm ta nói ngoa hiện tại trên tay ta bất luận dược tài hiếm lạ gì cũng không thiếu chỉ cần ngươi luyện đan không dừng tay ta không sợ tiêu xài đến hết thân thể không khỏi lạnh run một cái nghiêm tùng nhìn chắc phàm thật sâu tiếp lấy trùng điệp gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ kích động thân là một tên luyện đan sư có thể không ngừng khiêu chiến chính mình tiến lên cấp bậc càng cao luyện ra đan dược phẩm cấp cao hơn là tâm nguyện suốt đời của mỗi một luyện đan sư thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc không nói đến mức độ luyện đan của ngươi tu vi tiến triển như thế nào vẻn vẹn là thiên tài địa bảo phẩm cấp cao cũng không phải là dễ dàng có được như vậy cho dù tiêu tốn mấy chục năm tìm tới một khỏa thiên địa linh dược một khi bị hủy trong một lần luyện đan chính là nhiều năm tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát giống như chắc phàm hiện tại tùy ý đem những thiên tài địa bảo người khác đều chưa từng nghe nói cho luyện đan sư dưới trướng tiêu xài lại là hành động phá của từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ có dù sao tư nguyên trong tay chắc phàm thế nhưng là thượng cổ ngũ đại thánh thú đứng đầu kinh thiên côn bằng thu thập được từ thời kỳ thượng cổ tuy có khả năng chỉ là nó chín châu mất một sợi lông nhưng chỉ là cái này liền đã đủ để giàu có đến mức vô địch toàn bộ đại lục có thể nói hiện tại trên phiến đại lục này đoán chừng không có một cái tông môn hoặc thế lực nào có thể có vốn liếng dư giả hơn so với chắc phàm nghiêm tùng đi theo bên người chắc phàm quả thực cảm động hai mắt đẫm lệ dương dương tâm đạo lúc trước lựa chọn con đường này thật sự là chọn đúng chắc phàm này quả thật là chủ tử con mẹ nó đáng tin đến không thể nào tin hơn loại thổ hào thứ đốt tiền như chắc phàm nếu bị luyện đan sư như hắn biết mà nói nhất định sẽ chen chúc mà tới ôm chặt bắp đùi dạng nhà giàu mới nổi này thế nhưng là đối tượng tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ kết giao thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi cha đại ca không tốt nghĩa phụ bọn họ xảy ra chuyện lúc này một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên hai người chắc phàm quay đầu nhìn qua liền thấy lạc vân hải mặt hốt hoảng chạy tới chỗ bọn họ nghiêm tùng thấy thế thì nhanh chóng khom người cúi đầu thiếu chủ chắc phàm lại bình thản tựa hồ sớm đã có chủ ý thản nhiên nói độc cô chiến thiên lão nhi này làm người ngu chung bảo thủ không chịu nổi lần kiếp nạn này cũng là báo ứng không có gì phải ngạc nhiên làm sao chắc đại ca ngươi sớm đã ngờ tới không khỏi khẽ giật mình lạc vân hải ngơ ngác nhìn chắc phàm thì thào lên tiếng hơi hơi gật gật đầu trong mắt chắc phàm lóe lên một đạo ánh sáng cơ chí đương nhiên nếu không hôm đó sau khi chúng ta đánh xuống đế vương môn phát hiện đại quân độc cô ở chung quanh vì sao ta vẫn bỏ mặc chẳng lẽ ta thật tự đại như thế sao ha 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 bởi vì ta biết so với chúng ta có người càng muốn độc cô chiến thiên chết hơn khuyển nhung khẽ nhíu mày một cái trong tay lạc vân hải cầm một cái ngọc giản xanh biếc bất giác rung động liếc mắt nhìn hắn một cái chắc phàm không khỏi cười khẽ một tiếng thì ra là thế lão nhi kia phát tới thư cầu cứu là đại quân khuyển nhung vây hắn cứ như vậy tất cả sự tình ngược lại đều bình thường cha đại ca bất luận như thế nào hiện tại nghĩa phụ bọn họ gặp nạn bị đại quân khuyển nhung vây khốn bên trong cô hồng cốc đoạn thủy cạn lương thực ngươi mau nghĩ biện pháp cứu bọn họ là vân hải một mặt lo lắng chắc phàm lại từ chối cho ý kiến ta thiếu một tiếng cứu cứu cái gì lúc trước bọn họ còn muốn đem chúng ta toàn diệt đấy hiện tại phát thư để cho chúng ta đi cứu dựa vào cái gì Lạc Vân Hải khí tức trì trệ, trở nên trầm mặc. Nghiêm Tùng ở một bên cũng yên lặng cười cười, "Khuyên nhủ, thiếu chủ, lúc trước là Độc Cô Chiến Thiên kia tuyệt tình tuyệt nghĩa, muốn đối địch với chúng ta, hiện tại gặp rủi ro, thế mà cầu đến chúng ta, phản tặc mà hắn muốn tiêu diệt, chẳng phải là chuyện cười lớn? Ha ha ha." Lạc Vân Hải cắn răng, không nói gì, thật lâu sau mới thì Thảo lên tiếng, "Ai thán nói, mặc kệ hắn đối với ta như thế nào, cũng là nghĩa phụ của ta, cho dù hắn muốn xuất binh thảo phạt ta, cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, không có quan hệ gì với hắn." nghĩa phụ cả đời trung thần nghĩa sĩ nhân hiếu lại có thể tuân quân vương chi mệnh ta tin tưởng tại thời điểm hắn xuất binh nội tâm cũng không muốn cùng chúng ta đao binh gặp nhau thì tính sao thế mà còn không đợi lạc vân hải nói xong chắc phàm đã là lạnh lùng ngắt lời nói nếu hắn thật sự nghĩ thầm muốn tiêu diệt chúng ta xuất binh thảo phạt ta còn kính hắn ba phần rõ ràng nội tâm không muốn lại muốn hành sự trái lương tâm bất bại chiến thần hừ hừ xương hào buồn cười biết bao ngay cả tâm của mình đều không thể thuận theo tại sao bất bại hắn sớm đã thua với quân vương cùng phần ngu chung kia là người thất bại nhất trên đời này không hỏi thị phi không vấn tâm hướng tới mà chỉ hỏi người trung thành quả là ngu nhất thiên hạ chết còn chưa hết tội tốt chắc quản gia nói câu này rất có lý nghiêm tùng ở một bên vỗ tay khen hay tiếp tục hướng lạc vân hải khuyên nhủ thiếu chủ lão nhi kia lúc trước đã theo ngươi đoạn tình phụ tử bây giờ lại còn vì một giấy hoàng mệnh thảo phạt chính con nuôi của mình lão nhi kia vô tình vô nghĩa như thế ngươi vẫn để ý hắn làm gì Lạc Vân Hải giữ im lặng, sắc mặt thống khổ, trầm ngâm thật lâu, mới lại thì thào lên tiếng, lại không tiếp tục cầu tình, mà chính là nhớ lại chuyện cũ. Cha đại ca, không biết ngươi còn nhớ hay không, lúc trước Lạc gia gặp khó, ngươi rõ ràng có thể chạy đi, đơn độc sông pha chân trời. Lại nhất định muốn mang theo ba kẻ vướng víu là hai tỷ để chúng ta cùng bàng thống lĩnh, một đường cùng cường địch tác chiến, chém giết đến bây giờ, mấy lần trở về từ cõi chết, đến tục cùng vì sao. Không bỏ xuống được, lông mày khẽ run run một cái, chắc phàm lạnh lùng phun ra bốn chữ này, vì sao không bỏ xuống được? Lạc Vân Hải tiếp tục ép hỏi. Suy nghĩ một chút, chắc phàm đạm mạc lên tiếng, trong lòng sở hướng, không để xuống được. Như vậy, ta cũng vậy. Lạc Vân Hải chỉ chỉ trái tim của mình, một mặt chân thành nói, nếu lần này nghĩa phụ xảy ra chuyện, ta không thể toàn lực chi cứu, sau này trong lòng chắc chắn sẽ lưu lại tiếc nuối lớn lao. Cha đại ca, ngươi mới vừa nói muốn tùy tâm hướng tới mà làm việc, đây là nơi tâm ta hướng tới, cũng không phải vì tình nghĩa cha con, mong ngươi giúp ta thành sự nhìn lấy hắn thật lâu chắc phàm híp mắt lại im lặng không nói lạc vân hải cũng chăm chú nhìn mắt hắn tràn đầy chân thành thật lâu sau chắc phàm mới mở miệng nói nghiêm lão đem tiểu tam tử gọi tới ba người chúng ta cùng vân hải đi cô hồng cốc một chuyến lời vừa nói ra hai mắt lạc vân hải nhất thời sáng lên vui vẻ ra mặt nghiêm tùng thì sững sờ lẩm bẩm nói chắc quản gia ngài thật sự muốn đi cứu lão gia hỏa kia và nhất sau khi hắn được cứu về hoàng đế lại để hắn đi đánh chúng ta chúng ta chẳng phải càng thêm phiền phức không quan trọng, ta không phải là đi cứu được cô lão như kia, chỉ là chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. Đây là tâm ý của gia chủ, ta thân là quản gia, nhất định sẽ giúp hắn làm đến cùng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người, ba khí toàn thân chắc phàm lộ ra ngoài. Lạc Vân Hải thấy thế bất giác liên tục cảm ơn, kích động không thôi. Nghiêm Tùng lại bật cười lắc đầu, đi tìm Cổ Tam Thông truyền tin.